Hiện nay thì bà con cứ bước vào chăn nuôi, miễn là bà con chăn nuôi làm sao đến trang trại chúng tôi chia sẻ với bà con chăn nuôi thành công thì cái giá thương phẩm chúng tôi sẽ bao tiêu cố định cho bà con trong 5 năm với giá là 1,6 triệu đến 1,8 triệu trên 1 kg. Còn nếu mà giá nó bấp bênh thì trang trại chúng tôi không bao tiêu cố định 5 năm mà chỉ bao tiêu cho bà con trong 2 đến 3 năm. Chứ làm sao mà dám ký hợp đồng 5 năm liền cháu, đúng không? Dạ, chính vì thế nên là trang trại ký luôn cho bà con hợp đồng cố định 1,6 triệu, 1,8 triệu trong 5 năm. Chào mừng quý bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại Hà Nội và ghé thăm một trang trại chăn nuôi động vật hoang dã rất là lớn tại nơi đây. Và hôm nay thì bà con hãy cùng tôi gặp gỡ với chú Hiếu là người đã rất là thành công trong lĩnh vực là chăn nuôi những cái dòng động vật hoang dã tại đất thủ đô này ạ. Cháu chào chú ạ. Chú chào cháu. Vâng, cũng xin chào với toàn thể quý bà con trên toàn quốc. Tôi xin thử giới thiệu, tôi tên là Hiếu, chủ chuỗi trang trại chăn nuôi cái giống động vật hoang dã từ Bắc vào tới Nam. Thì hiện nay tôi đang đứng tại trang trại của tôi có địa chỉ tại Thường Tín, Hà Nội để giới thiệu với toàn thể quý bà con trên toàn quốc về cái mô hình chăn nuôi cái giống động vật hoang dã. Thì như trang trại chúng tôi thì là cũng chăn nuôi cái giống động vật hoang dã này cũng được gần 20 năm nay rồi. Thì với cái mô hình của trang trại chúng tôi thì là gồm có con John, bà con thường gọi là con Hon, con rúi mốc đại Trung Quốc, con rúi mã đảo Thái Lan, con chuồn mốc, con chuồn hương. Thì đối với mọi người trên toàn quốc mới bước vào chăn nuôi thì nó còn mới mẻ. Nhưng mà đối với lại một số bà con trên toàn quốc rất là nhiều năm qua đã tìm đến trang trại của chú, của tôi để tìm mua con giống thì về chăn nuôi phát triển kinh tế cho gia đình nhà mình cũng như cho gia đình, cho kinh tế địa phương mình nó phát triển rất là tốt. Chính vì thế để cho bà con mới bắt đầu chuyển từ cái mô hình chăn nuôi khác sang cái mô hình chăn nuôi cái giống động vật hoang dã này và từ một cái ngành nghề khác để bước sang chăn nuôi cái giống động vật hoang dã này thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với toàn thể quý vị trên toàn quốc để quý vị tìm hiểu thật kỹ trước khi bước vào chăn nuôi cái giống động vật hoang dã này. Dạ, chú Hiếu có thể cho cháu cũng như là bà con được biết là như hiện nay thì chú Hiếu vừa chia sẻ là trang trại mình đang chăn nuôi rất là nhiều những cái dòng động vật hoang dã khác nhau. Vậy tại sao mình lại không tập trung vào một loại để mình phát triển nó mà mình lại chăn nuôi với nhiều dòng như thế ạ? Thì cũng xưa với cháu với toàn thể quý bà con là này, bởi vì cái giống động vật hoang dã này thì bản thân chú cũng thế thôi. Thì mới đầu tiên thì là mình có cái số tiền nó vừa phải thì mình phải phát triển từ chăn nuôi con rúi mốc đại Trung Quốc, sau đó mình phát triển sang con rúi mã đảo Thái Lan, rồi là mình phát triển sang con John và con chồn. Bởi vì tại sao chú phải phân chia ra từng khúc thì tất cả con nào nó mang lại cái lợi nhuận kinh tế cũng rất là tốt. Nhưng thí dụ bây giờ cũng một cái số vốn bà con có ít thì bà con chỉ đủ tiền mua con rúi mốc đại thì bà con phát triển dần dần. Rồi khi bà con có tiền thì bà con sẽ nâng cao từng khúc cấp một. Thí dụ để mà thu nhập được 30-40 triệu một tháng, một năm cho một cặp giống thì đối với một cặp rúi mốc đại thì nó chỉ mang lợi nhuận được từ 5-7 triệu trên một năm. Nhưng đối với cái giống rúi mã đảo Thái Lan thì một năm nó mang lại cái lợi nhuận là trên 10 triệu. Nhưng đối với con John thì một năm nó mang lại cái lợi nhuận là trên 20 triệu đến 30 triệu. Nhưng đối với con chồn thì để một cặp chồn sinh sản thì một năm nó mang lợi nhuận cho quý bà con là trên 30 triệu. Chính vì thế thì cái số vốn nó ít thì cái lợi nhuận nó sẽ mang lại ít, mà cái số vốn nó nhiều thì là cái lợi nhuận nó mang về nhiều. Chính vì thế chúng phân chia thành từng khúc một. Chú đáng nghe mà để mà thu được 30-40 triệu như cặp chồn thì bà con phải nuôi tầm khoảng độ 5-10 cặp rúi bà con mới mang lại được 30-40 triệu trên một năm đấy. Dạ. Vậy thì chú có thể cho cháu cũng như là bà con được biết là đối với con John này thì cái hiệu quả kinh tế nó mang lại như thế nào không ạ? Thì cũng thưa với cháu với quý bà con về đối với con John, cái thứ nhất là nó không bao giờ bị dịch bệnh đấy, nó hay là không bị dịch bệnh. Cái thứ hai thì nó ăn tất cả các dòng rau củ quả. Thì nếu như địa phương bà con mà mình có đất, mình tận dụng cái phân mình trồng được cái rau củ quả thì hầu như cái nguồn thức ăn của nó không đáng kể. Cái thứ hai là buổi chiều thì nó ăn cháo, cháo của nó là cháo thịt, cháo cá, cháo cổ canh gà. Thí dụ đối với con sinh sản thì chỉ cần nếu bà con nuôi tầm khoảng độ từ 4 đến 50 con sinh sản thì con chỉ cần hết độ hơn 1 kg gạo cộng với lại 1 kg cá hoặc là 1 kg cổ canh gà, đâu đó nó rơi vào tầm khoảng 15.000 trên 1 kg thì nó đã ăn được 4-50 con vào buổi chiều tối. Đấy, thì và cái chi phí về cái con John này thì là nó một ngày nó ăn đâu đó chỉ hết khoảng độ 1.000 trên 1.000 đến dưới 2.000 là trên một ngày cho nó ăn rồi. Nên cái chi phí của nó thì rất là ít. Dạ. Còn nếu bà con mà trồng được mà có cái hoa củ quả rồi thì hầu như cái hoa củ quả thì chi phí nó rất là ít, nên là mà cái lợi nhuận thì nó lại mang về thì rất là cao. Bởi vì là một con John này thì như bà con chăn nuôi bà con biết rồi, một năm nó sinh sản là 2 lứa. Đấy, một lứa trung bình của nó là từ 3 đến 5 con.
Đấy. Thế bây giờ hai lứa tôi chỉ lấy thấp nhất, nó là 5 con. Đúng không? Nếu 5 con mà bà con nuôi thương phẩm trong vòng từ 7 tháng đến 11 tháng, nó sẽ đạt trọng lượng từ 4 cân trở lên. Đúng không? Mà mình chỉ cần lấy 4 kg thôi. Đấy, thấp nhất là 4 kg mà 5 con nhân với 4 đã được 20 kg. Thì hiện nay trang trại đang có cái chế độ bao tiêu giá cố định cho quý bà con trong 5 năm đầu, đó là từ 1 triệu 6 đến 1 triệu 8 trên 1 kg. Thế bây giờ là 20 kg mà nhân với giá 1 triệu 6, đâu đó được trên 30 triệu rồi. Thế trên 30 triệu mà bà con trừ tất cả những cái chi phí đi thì đâu đó thì bà con sẽ có cái lợi nhuận là từ 25 đến 28 triệu trên 1 năm. Dạ. Vậy thưa chú, thì như con giòn này thì bản thân nó là xuất phát từ động vật hoang dã. Vậy thì mình chăn nuôi thuần hóa thì cái mật độ sinh sản của nó có được tốt không ạ? Thì cũng thưa quý bà con này, thì cái bản thân cái con giòn này thì bản thân nó cái nguồn gốc xuất xứ của nó là từ vùng núi phía Tây Bắc Bộ. Đấy, cho nên là để mà các về những cái vùng núi từ miền Nam hay miền Trung là hầu nó không có, mà nó phát triển chính gốc của nó từ miền Tây, vùng núi phía Tây Bắc Bộ. Đấy, chính thế khi mà bà con mà tìm hiểu về chăn nuôi con này, đấy thì bà con phải nên chú ý tránh trường hợp thứ nhất là bà con không tìm hiểu kỹ cái con giống thị trường. Thí dụ bà con tham rẻ, hoặc là bà con không đến trực tiếp những cái trang trại to lớn để người ta chia sẻ cái kỹ thuật chăm sóc cho bà con, hoặc là giới thiệu trực tiếp con giống và giới thiệu cái đặc tính chăm sóc chăn nuôi cho bà con mà bà con tìm hiểu quá sơ sài, hoặc là bà con tham rẻ, thì bà con sẽ xảy ra các trường hợp. Cái thứ nhất là mình mua phải cái con kém chất lượng. Cái thứ hai là mình mua phải những con mà người ta vừa bắt ở trên rừng về, người ta bẫy được. Mặc dù hiện nay ở trên rừng nó cái số lượng của nó rất là ít. Đấy, nó không còn nhiều như ngày xưa, nhưng mà có một số dân tộc trên vùng núi người ta vẫn bắt được, mà bà con tham rẻ bà con mua phải. Hoặc là cái con mà cái kém chất lượng mà con người ta đáng nhẽ người ta loại ra thương phẩm, là phải bán ra thương phẩm. Thí dụ như chẳng hạn tôi đây, để mà được một cặp giòn sinh sản thì phải lựa chọn qua 4 lần. 3 tháng lựa chọn một lần này, 6 tháng lựa chọn một lần này, 8 tháng lựa chọn một lần này, bố mẹ sinh sản nữa nhất lựa chọn thêm một lần nữa. Con nào đạt sinh sản tốt từ 3 con trở lên thì trang trại mới để lại nuôi cung cấp giống cho bà con. Còn con nào mà kém chất lượng ngay từ bé hoặc là đến lúc sinh sản nó kém thì trang trại đã lựa chọn ra để nuôi thương phẩm. Đấy, chính vì thế nhưng khi đến với trại chúng tôi thì được tư vấn tất cả những cái kỹ thuật chăm sóc chăn nuôi. Khi nào bà con thuộc hết thì trang trại với bản giao con giống cho bà quý bà con về chăn nuôi. Cái thứ hai là bà con được mắt thấy tay sờ ở lại chăm sóc chăn nuôi thực tế. Đấy, chứ tránh trường hợp bà con không đến đến nơi mà bà con lại cứ tham rẻ rồi này, bà con mua trên thị trường mua phải những cái con mà nó kém chất lượng hoặc con nó giặc, thì cái về chăn nuôi cho bà con thế đó là nó sẽ bị ảnh hưởng kinh tế trực tiếp đến quý bà con, mà cũng ảnh hưởng đến trang trại. Chính vì thế khi bước vào chăn nuôi con này, tôi khuyên bà con đến trực tiếp những trang trại nào người ta có nhiều năm chăn nuôi, kỹ thuật chăn nuôi. Nếu bà con mà có cái niềm đam mê với trang trại của tôi thì bà con xem clip của tôi và bà con đến trực tiếp trang trại tham quan học hỏi kỹ thuật, trang trại sẽ sẵn lòng giúp đỡ quý bà con để bà con phát triển kinh tế cho gia đình nhà mình. Dạ. Vậy thưa chú, thì như con giòn này thì cái thời điểm nào là cái thời điểm mà mình có thể ghép đôi nó để cho nó hiệu quả nhất ạ? Thì cái kỹ thuật mà ghép đôi cái con giòn này thì nó cũng rất là quan trọng cháu ạ. Bởi vì là cái con giòn thì mình phải nhận được cái thời điểm của nó, bởi vì bản thân con giòn này khi từ khi nó sinh sản đến thời kỳ ghép đôi phôi giống của nó, thường bản chất của nó cứ từ 11 đến 12 tháng thì nó mới vào động dục lứa đầu cháu ạ. Nếu mà động dục lứa đầu mà bà con tham bà con ghép luôn thì nó sẽ ảnh hưởng, người ta gọi là lứa con so. Vì con mẹ nó chưa được khỏe thì nó sẽ ảnh hưởng đến con mẹ của nó, thì về sau chất lượng con mẹ và con của nó sẽ bị kém đi. Đấy. Thì nhưng thế thì bà con phải lưu ý vậy này, khi con giòn đến tháng thứ 10 thì bà con tách ra con đực ra con đực, con cái ra con cái. Đến tháng thứ 13 bà con mới ghép nó lại, con đực với con cái nhau thì con mẹ nó khỏe rồi. Thì lúc đó thì nó sẽ đạt được cái tỷ lệ. Và mình bà con nhận biết vậy này, khi con giòn của nó động dục thì cái biểu hiện của nó sẽ kém ăn đi này, rồi nó quậy chuồng này, nó cao chuồng rồi, rồi nó nhảy lên thành chuồng này, thế nó nhảy thành chuồng nó cào cào, thì nó tiết ra cái chất tinh dịch, nó bám lên thành chuồng. Sau 3 ngày bà con phát hiện được cái tinh dịch đó, bà con ghép đôi vào, bà con ghép đôi con đực vào, thì lúc đó con đực nó sẽ nhảy. Thì để mà đạt được cái con đực nó phối giống được từ 3 đến 4 con cái, thì trước khi mà con đực ghép vào, trước 1 tuần thì bà con bổ sung tất cả các chất, thí dụ chất đạm, chất rau quả, rồi là cái chất bồi dưỡng làm sao, thí dụ như các nguồn thức ăn cho nó nhiều lên, để cho cái con giòn này, con đực nó khỏe thì lúc nó sẽ phối giống được tới 3-4 con cái rất là tốt. Chứ tránh trường hợp mà bà con không bồi dưỡng cho con đực, hoặc là mình bắt con đực nó bị quá nhỏ thì nó sẽ không phối giống được từ 3-4 con cái, thì thua thiệt cho bà con về cái kinh tế. Chính vì thế mà đảm bảo được một con đực nó phối giống được 3-4 con cái mà bà con đỡ mất cái tiền mua con đực đi. Đấy, bà con chỉ cần mua một con đực 3 con cái hoặc 4 con cái về bà con đã có 3-4 con cái sinh sản, thì bà con cần những lưu ý như thế là ok ạ.
Dạ thưa chú Hiếu, thì như cháu được biết thì hiện nay cái giá trị của con giò này ngoài thị trường thì nó tương đối là cao. Đúng rồi. Vậy thì nhất là bà con mình mà ở vùng sâu vùng xa mà muốn chăm nuôi con giò này để làm kinh tế, thì đến khi mà con giò này nó sinh sản, mình đã nuôi được những cái lứa thương phẩm rồi, thì bà con sẽ xuất bán đi đâu và cái đầu ra của nó có được ổn định và cái thị trường của nó có được rộng mở không ạ? Đấy thì cũng câu hỏi này thì cháu với quý bà con cũng đã từng hỏi rất là nhiều. Nhưng đặc biệt mà quý bà con đã từng chăn nuôi mà đã mua của tôi về chăn nuôi mười mấy năm nay rồi. Thì quý bà con rất là yên tâm về cái đầu ra rồi. Nhưng mà đúng câu hỏi này thì rất nhiều bà con mới vào mua, mới vào chăn nuôi thì còn đang tìm hiểu tại sao nó đắt như thế, ai ăn. Và nó nhỏ như to như thế thì mua bằng bao nhiêu tiền như thế thì là bán làm sao. Cũng thưa với quý bà con này, với 18 năm, 19 năm chăn nuôi cái giống động vật hoang dã này rồi, và cũng rất nhiều bà con đã mua của tôi về để phát triển cũng biết rồi. Thì hiện nay cái đầu ra của nó rất là đang ngay trang trại chúng tôi còn đang thiếu hụt, mới cung cấp được ra thị trường mới được có khoảng độ 17-20%, còn thiếu tới 80% cái thương phẩm nó. Lý do vậy này, chính vì cái thịt con giò này được các nhà khoa học người ta đã nghiên cứu ra và tìm ra được cái chất thịt của con giò này nó có nhiều chất omega 3, nó hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch, bệnh nhóm nhiễm mỡ, rồi bệnh đột quỵ, cũng như cái dạ dày, nó hỗ trợ cái bệnh dạ dày cho con người. Và đặc biệt cái thịt của nó rất là nhiều chất dinh dưỡng để hỗ trợ sức khỏe cho con người. Chính vì thế mà những người người ta có điều kiện, rồi khách quốc tế người ta sang Việt Nam, người ta nghỉ, người ta tìm đến ăn con này rất là nhiều. Đấy, vậy chính vì vậy nhưng mà cái số lượng bà con thì trên toàn quốc mình chăn nuôi con này thì nó còn đang ít. Nhiều bà con còn đang mới bước vào chăn nuôi, rất muốn chăn nuôi nhưng mà còn đang tìm hiểu, rồi còn đang vẫn còn lăn tăn tại sao là nó đắt hay là nó rẻ. Cũng cái số tiền bà con nghĩ nó là mua được cái số tiền 20-30 triệu bà con mua được một cặp trâu cặp bò về bà con chăn, nhưng 20-30 triệu bà con chỉ mua được một cặp rưỡi đến hai cặp con này về chăn thì bà con đang lăn tăn. Nhưng mà tôi khuyên bà con, mình làm bất kể một cái gì nên đều phải đến trực tiếp trang trại, mình tìm hiểu thực tế trên thị trường. Có thể bà con đến một cái quán nào đó mà tìm hiểu ăn thực tế thì bà con sẽ biết được. Và bà con có thể đến trang trại anh tôi thì chúng tôi sẽ tư vấn tất cả những kỹ thuật để bà con tìm hiểu trực tiếp. Chính vì thế nên hiện nay thì bà con cứ bước vào chăn nuôi, miễn là bà con chăn nuôi làm sao đến trang trại anh tôi, chúng tôi chia sẻ với bà con chăn nuôi thành công thì cái giá thương phẩm chúng tôi sẽ bao tiêu cố định cho bà con trong 5 năm với giá là 1.600.000 đến 1.800.000 trên 1 kg. Còn nếu mà giá nó bất bình thì trang trại tôi không có bao tiêu cố định 5 năm mà chỉ bao tiêu cho bà con trong 2 đến 3 năm. Chứ làm sao mà dám ký hợp đồng 5 năm liền cháu, đúng không? Dạ, chính vì thế nên là trang trại ký luôn cho bà con hợp đồng cố định 1.600.000, 1.800.000 trong 5 năm. Dạ, đấy. Dạ. Và cháu rất là cảm ơn những chia sẻ rất là nhiệt tình cũng như là những cái lời khuyên rất là bổ ích của chú dành cho bà con. Theo như lời chú Hiếu thì nếu như bà con đang có ý định là muốn tìm hiểu chăn nuôi, mà nhất lại là những cái dòng động vật hoang dã rất là mới lạ như thế này, thì bà con nên đi thực tế tìm hiểu tại các trang trại có quy mô lớn và học hỏi kinh nghiệm cũng như kỹ thuật chăn nuôi của các trang trại. Đến khi mà nắm bắt được kỹ thuật chăn nuôi cơ bản, bà con mới nên bắt tay vào chăn nuôi. Và nếu như bà con có thể, nếu như bà con mà có đam mê hoặc là muốn tìm hiểu thì bà con có thể liên hệ trực tiếp cho chú Hiếu theo số điện thoại đang được ghi trên góc màn hình, hoặc là đến trực tiếp trang trại chú có địa chỉ tại Hà Nội để được chú hướng dẫn cũng như tư vấn một cách cụ thể nhất ạ. Vâng ạ, xin chào quý bà con.